Cảm bất cứ cơ sư ông hạp thấy ở bàn sông rì đó thả bị bá đầm bây bà cơn khó khăn bà chạm chạm thi đòi xá dương kết thả bà chê đà bà cơn hù bì xe đầy trở cá có một bàn đây nó mới khăn bong thả bị gà chiệt đập gà rộn chân cái dương sông thầy chút chút cầm lăng lại bàn bong đôi chú chô đi vọt đưa xe lạm bà rư đòi mùl hạt xinh xì ở chân tớ mà chân nằm bàn màn thả bì bòn được bây bòn bà đây bê là rư bình bản năng ạ cứ khi ông tay nhập đó là tập hiếp tầm lẽ mà ói không bà tầm lẽ mà ói không hồi khét như lúc khét nâng không nâng càng khá rộng đi ai càng lớn khát khom đầm bay nâng xâm rốt khá rộng khá nâng chọc ông ói bà mốc rộng nâng càng lớn cho anh bị chỗ đấy ọt càng nghe thư nâng lớn hồi đó hơi tới thà bà lòng ọt bà lòng bà đó bà lòng đó khương chạy đối chứ mình nấu để mình miên côn được hiếp vì phụ huynh chế đoàn thả bà lõng xâm rắp chứa rước bọc bà lì. Đó là xung môn nạ bà lõng nó bè mẹ nữ phùm đơn tê. Nấy phùm sát nạ ư phùm ô đơn tê. Vì nữ nó xa đồng thơ nó. Đó bà lõng cho bà hỏi tớp xa đồng thơ nữ đồng phùm ô nà. Đấy chân á. Đôi chân miên bà lì nó mà thư ca là nâng thiệt. Vì mình lời khóa thật đấy. Chân mình lì mà các bài tiết là các bài thiên thang ở đây. Là lời bà con lời lụng mình không. Mê bọc.